nào chơi hôm nào đấy. Đi. Thôi đi. Ok. Khai xong rồi mình qua kia đúng không? À, lấy vé chưa? Lấy vé chưa? Chưa, bây giờ mình lấy vé rồi. Xong lấy quay lại đấy á. Ngoài là bây giờ. Mã đặt chỗ là cái gì vậy? Là cái lúc mà mình đặt không? Cho rồi. Số vé hay là gì đó hả? Đi sau đi. Đó là đợi. Mà
tiền ra mua. Đi nó lại ngóc bằng gì, còn lấy tiền mua đã. Từ về đấy. Thế cuối cùng mình với Bảo vượt qua được cổng an ninh rồi nha mọi người. Bây giờ ngồi đợi máy bay đây. 5 giờ nó bay, bây giờ trời rất là nắng. Sân bay hướng đây vẫn vị trí cũ. Trước mình đi với thằng Cu, nhưng bây giờ đi với Bảo. Bảo tóc đỏ nhưng mà nay tóc bạc màu, chuyển sang màu vàng. Mua lon gì thảm chứ. Một cơn gió đi ngon đã qua đây, nhẹ nhàng lướt con đi đây. Để mình mua thêm đèn lon nữa. Lon mấy tiền? 20 hả? Cô ta hôm trước lon 20 nè. Ý có gì? Ý, gì nói đi. Nói trước thị trường này thì anh có thể nắm giữ giá trị của những cái sản phẩm như là hàng hóa, tức là vàng dầu hay là forex cổ phiếu. Thì trước giờ có ai hỗ trợ anh chưa ạ? À, chưa, nhưng mà cái đó là gọi là gì, bên thị trường tài chính quốc tế. Dạ, thị trường chứng khoán phái sinh đó anh. À, rồi em vẫn chưa hiểu lắm, chị nói đi. Dạ rồi, thì với cái chứng khoán phái sinh 36 anh nhớ. À rồi, 36. Dạ tầng 11 ấy, tòa nhà Vietinbank ấy. Tầng 11 luôn á, đi bộ lên đấy mỏi chân như nào? Cái này có thang máy anh, khỏi lo. Có thang máy tưởng đâu. Dạ đúng rồi. Cái tầng 11 ấy không để thang, cái tòa nhà này mới không để thang máy, chắc mình ai đi làm cho nổi anh. Tại em ở lầu 4 mà em muốn leo lên leo xuống biết cũng mệt, giờ lên tầng 11 hơi bị. Người ta bây giờ nếu như mở cửa thì thực sự dịch của nó chưa hết, nhưng mà muốn đất nước và kinh tế nó phát triển thì bắt buộc người ta phải sống chung với lũ. Đấy. Ý là cái gì anh? Cái nãy chị bảo là mở cửa thị trường ấy, nên là muốn mà kinh tế phát triển là phải sống chung với lũ ấy. Dạ đúng rồi, tại vì bây giờ anh thấy dịch ở những không phải, vậy sai rồi, vậy sai hoàn toàn. Sao anh? Ý là phải người ta bảo là sống chung với dịch chứ. Đang dịch mà bảo sống dạ, chung với lũ. Cái này thì em ví như vậy thì thường người ta cũng ví như vậy thôi, chứ có gì đâu người ta với anh. Trời em tưởng mọi xấu sao anh sai cái gì. Không, tại em thấy mấy chị ở Đà Nẵng chưa xài TikTok ấy. Ê chị ơi. Dạ sao anh? Ý là em thấy mấy chị ở Đà Nẵng ấy xài TikTok hay lắm, nói chuyện hay lắm nên em nói cho vui mà. Chị có dùng TikTok không? Ý là em fan hâm mộ của mấy chị ở Đà Nẵng ấy, mà không biết là trong đó có chị không? Mà chị tên gì nhỉ? Dạ em tên Diễm ạ. Diễm? Dạ đúng rồi. Diễm nghe còn quen nhưng mà chắc là không quen đâu. You guys circle in. This is the dinner. Yeah. The grass hả? Để mấy cái grass hả? Mua rồi. Rồi. Cảm ơn. Cho đến khi có khách chuyển khoản máy bay.
Quý khách vui lòng để hành lý sách tay trong ngăn nhận hành lý phía trên hoặc phía phía trước. Không để hành lý trên lối đi và khu vực cửa thoát hiểm. Các thiết bị điện tử sách tay khi không sử dụng phải được đặt trong ngăn nhận hành lý phía trên hoặc phía phía trước khi máy bay bắt đầu di chuyển và khi cất hạ cánh. 30 đây 38 rồi. Quý khách không mở cửa máy bay khi không có yêu cầu của tiếp viên. Bỏ đấy được không? Bỏ đấy được, ok. Chưa cho em vào trong... trong thông cảm nhé. Ui. Member of SkyTeam Alliance, Captain Vũ Anh Tuấn, Professor Quỳnh Trang and all crew members would like to welcome you on board our Airbus 321. Flight number VN7650 from Tuy Hòa to Hà Nội capital. Our estimated flight time to Nội Bài International Airport is 1. Thưa quý khách vui lòng dành thời gian theo dõi hướng dẫn sử dụng các thiết bị an toàn chiếu trên màn hình máy bay. Xin cảm ơn. Màn hình bắt xuống. Ladies and gentlemen. Này là cái cánh máy bay nha mọi người. Cánh máy bay cho nó giống cái chim. Đấy, nó bộ rung rung nhịp nhịp à. Chú kia có vặn ở ốc. Mà chú kia có vặn ốc nữa. Không biết bảo nó không biết có chỗ nào dán keo con voi không. Tìm chỗ dán keo con voi. Chú kia chắc chấm mũi hàn nó xỉ xỉ đến gần 2 mũi rồi. Chú kia 2, chú kia 4, 6 rồi. There is a life jacket stored in a pouch underneath or between seats. Có nhạc, có nhạc. Cabin crew is seated for takeoff.
mình hai bố con mình đi là không có gì ăn đâu nha ơi. Bữa nay chắc là đi gần đêm nên là có. Ngon không? Ngon không? Cảm nhận như thế nào? Nhạt nhẽo quá mọi người, nhạt lắm. Đi kiểu bánh mì chay ấy. Chị ơi cho em chén nước mắm. Vượt gì đây và đường quốc lộ 1A bây giờ phải đón xe đi Lạng Sơn. Kiếm xe đi Lạng Sơn trên này có cầu vượt xe đi trên. Còn phòng trên kia ơi. Vâng. Em ở lại chắc khi hai ngày ở với cái hội đi ở trong Ninh Bình nha. Dạ. Thì cứ thôi riêng thôi. Bây giờ nấu hai con miến hai bát đấy ăn đấy nữa nó phải ra. Tôi thì nấu hai con miến ăn miến với thịt thôi. Ăn miến nấu trứng. Nấu em một hai bát tắm nhân trứng này. Thế thì cứ quá đâu. Miến thì nấu nhanh thôi, cứ lên tắm lên xuống lúc nào thì nấu. À. Hai bát miến với trứng với thịt nhá. Thế thì nấu luôn, chả cần phải tắm lên bỏ đồ xong lên xuống. Không còn.